2018 nữa. Hai bên trái phải là các cầu thêm 2 cặp, 4 cặp, mỗi bên là 4 chiếc ấy. Về cái sân này rất rộng, chiều ngang nó tới khoảng, nếu mà tính tới trong lòng nhà không thì chỉ khoảng 70 mét thôi, chiều ngang nữa thì nó khoảng tới khoảng 80 mấy mét, chiều sâu nó khoảng 65 mét. Đây là lễ, cái lễ này sẽ có khoảng tầm khoảng 1 vạn 2 đến 1 vạn rưỡi người. Cấu hình hiện tại đang sử dụng là lên công suất, cái này là đang một mẹ nuôi một con này, còn chiếc loa này kéo lên cho một chiếc loa kia. Cấu hình này hiện tại tôi đang trải nghiệm trên là chưa bán rộng rãi thị trường. Đơn và bên mỗi bên 5 chiếc. Cái này nó laughing all the way. Rộng ngang thì nó rơi xuống. Making spirit bright. What fun it is to laugh and sing this lame song tonight. Đây là 16 chiếc mic M63 làm ca đoàn. Còn đây là phần kiểm tra cho ca đoàn có 2 cụm này, BM2. Phần đăng cũng cho đây là một cây xe số 1 nữa. Đây là một mình chiếc Mixer M2 là nó sẽ sử dụng hết tầm bộ cho cái hệ thống này. Còn cho nên là phần chiến khấu thì có 4 cụm PM2, AM2 là khác PM2, lần công suất anh em nhé.
bốn cụm sẽ đặt ở vị trí ở đây, chỗ này một cụm, chỗ cột này một cụm và bên kia cũng hai cụm tương đương. Hiện tại thì bốn cụm này chúng tôi đang đưa lên phía sau để đưa lên phía sau để làm chương trình văn nghệ tối nay. Tối nay xong là sẽ chuyển ra. Còn đây là mic thứ hai chúng tôi. Một bộ mic MS37 và hai bộ mic M4. Micro trong chương trình này thì anh em để càng cao càng tốt, mà để càng gần sân khấu càng tốt. Không cần phải kích sóng nữa. Thực sự thì mình cũng có kích sóng nhưng không sử dụng đến. Chương trình lần trước cũng sử dụng cấu hình như thế này và cũng được sự đánh giá rất tốt của các trai. Chương trình lần này thì do lần trước là cái nhà này người ta để thấp nên là mình chỉ ở giữa chỉ dưới 6 thôi. Lần này đã yêu cầu là kéo cao cái nhà lên 1 mét để treo thêm thành dây 8. Bởi vì cái lượng khách hôm nay, lượng giáo dân đến dự hôm nay sẽ đông hơn rất nhiều. Đông gấp, dự tính em gấp đôi lần trước. Tôi bệnh tiểu đường thuộc không phải là bệnh nan y, xin chào em rất là bạn. Dễ trị sau 4 ngày.